với rất là nhiều những món ăn độc đáo truyền thống của người Myanmar. Món ăn đường phố của Myanmar thì rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn muốn để bụng để thưởng thức một món ăn nào đấy thật là đặc trưng của Myanmar. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được một món ăn, phải nói là chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là đã thấy hấp dẫn rồi, một món ăn của người Myanmar. Và bây giờ thì tôi đã xin phép được chị chủ quán ở đây là để cùng tham gia làm bếp để làm món ăn này và tự thưởng thức nó. Chúng tôi đang làm rau, đây là công đoạn để chuẩn bị nước sốt này. Thì ở đây tôi thấy có mùi tàu này, rất là quen thuộc. Ngoài ra thì còn có rau răm, hay là ở bên này thì còn có cả rau húng nữa. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ chuẩn bị làm nước sốt. Cho một chút đường, cho một chút mì chính. Đây là nước cốt chanh tươi, nước mắm. Phải cho nhiều nước mắm vào để cho nước sốt trở nên đậm đà. Giai đoạn nước sốt có vẻ là một giai đoạn rất là kỳ công. Nó sẽ tạo cho hương vị của món ăn thêm đậm đà và có cả sự khác biệt nữa. Nước sốt thì đã xong. Bây giờ sẽ đến nguyên liệu chính. Đương nhiên đó là lòng cá. Nguyên liệu chính của món này sẽ là một chú cá rô phi. Như vậy là một món ăn này sẽ dùng nguyên một chú cá rô phi. Và khía nhỏ cá như thế này sẽ giúp cho nước sốt có thể ngấm vào cá hơn và cá sẽ ăn đậm đà hơn. Đây là một nồi nước đã được chuẩn bị sẵn và chúng ta chỉ việc thả chú cá này vào trong nồi, đậy vung lại, như vậy là chúng ta sẽ luộc cá. Chúng ta sẽ chờ 5 phút. Cuối cùng thì cá cũng đã xong. Phải vớt cá ra rất là cẩn thận để không làm nát cá này. Tuy là một món ăn đường phố nhưng mà có vẻ như là người dân ở đây cũng khá là cầu kỳ trong việc trang trí. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dưới nước sốt lên. Và bây giờ sẽ là đến phần trang trí với những miếng chanh. Không phải là cứ những món ăn đường phố là đơn giản hóa mọi chuyện và nghĩ rằng là nó không cần phải đẹp đâu. Rồi, thêm một chút nữa. Như vậy là lúc này chúng tôi đang có một đĩa sốt chanh tuyệt vời. Và không thể nào mà chờ đợi được nữa. Bây giờ sẽ là giây phút mà tôi thử thưởng thức món cá này. Phải nói thật là bây giờ tôi rất là đói rồi. Nhìn một cái món cá mà nó ngon. Đúng là người ta nói là cái ngon đầu tiên là phải ăn bằng mắt nhìn. Thị giác đã ngon, khứu giác cũng ngon. Bây giờ phải đến vị giác này. Ngửi thấy mùi của nước sốt nó đã xông đến mũi, đã thấy cảm nhận được cái vị chua chua ngọt ngọt rồi. Cá thì rất là mềm đương nhiên rồi. Và thịt cá thì có rất là rõ cái hương vị đậm đà của nước chấm. Tôi có cảm giác nó cũng hao hao gần giống như là nước chấm ốc, nhưng mà cũng rất là khác biệt. Tôi cũng chưa thử cái loại nước chấm như thế này bao giờ. Khi mà cá mới đưa vào trong miệng thì chúng ta chưa cảm nhận ngay đâu, mà nó từ từ ngấm vào đầu lưỡi và chúng ta cảm thấy được vị hơi chua một chút của chanh và dứa. Rồi sau đó là bắt đầu vị ngọt của đường, của dứa, mà nó rất là vừa đủ nêm nếm, không bị quá một chút nào cả. Và cho chúng ta một cái cảm giác nó vừa hơi nồng nàn, hơi đậm đà của cá.